Hello, everybody, welcome to HealthVKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game ha. Thì chưa biết game gì, thì bây giờ đi đăng ký tài khoản cái đã. Bấm vào đây hả, vào đây. Đùa vậy thôi chứ cũng chưa biết là game này là đăng ký sao nữa. Để coi coi, thường là như vậy đúng nè. Ok, đúng rồi ha, vô game nào. Game chỉ một server duy nhất nha anh em, tại nó là game thâu ha. Vô con. À, con này nhớ là ở trên kênh từng có rồi. Con này là cái gì nè, quên mẹ nó rồi. Cái gì sư sư gì quên mẹ nó rồi. Ám hồn sư hay gì đó, em cũng không nhớ rõ nữa. Mà chúng ta sẽ đi lấy tôm ngủ không không? Không, có lấy con này đi. Ok. Vô game. Ok, méo cho đặt tên tiếng Việt hả? Có nhiều con game nó vậy anh em. Nó không có cho chúng ta đặt tên tiếng Việt. À, một con game chí bì. Trên kênh hồi đó có một con như vậy rồi, nhớ là nó có bản Việt hóa luôn, mà hình như nó đai mất mẹ nó rồi. Wow, đây, chúng ta có cái này người ta gọi là gì đó, qua nắp đầu. Ok. Má nhìn cái quà nạp đầu chút cũng không được nữa. Mày đứng đây coi, để tao nhìn cái quà nạp đầu tí coi. Đó, ok. Đồ, mới đây lên được level 16 rồi hả? Nhanh dữ ta. 18 luôn rồi. À, game lên level khá nhanh nha anh em. VIP thì chưa có nè hả? Kim Nguyên Bảo đầu vô thì ok, nó không có cho. Rồi, chạy nhiệm vụ đầu game tí nha. Đây boss. Và tăng trưởng gì đây? Boss. Này kỳ chân cát ha. Ok, có cánh đồ. Nhưng nó hơi yếu đúng không? Ok, bây giờ chúng ta đi nạp Kim Nguyên Bảo vào ha. Rồi đứng yên đây nè. Đầu tiên chúng ta bấm vào cái dấu cộng. Bấm vào bánh xe. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái ID nhân vật ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta bấm vào đây. 100 1 1 2 3. Rồi ở đây chúng ta nhập số Kim Nguyên Bảo vào. Nhập thử rồi. Nhập mát là được có 99 hả? 999 hả? Thôi rồi luôn lượm ơi. Hồi buổi này người ta toàn là nạp có bấy nhiêu không nha anh em. Tôi sợ chúng ta spam ấy. Đây, có Kim Nguyên Bảo nè. Đó, sợ bị spam ấy. Ok, nhưng mà nó được 6 triệu mấy nè hả? Đó, một lần 999 là được 6 triệu mấy lần đó. Nên là khá ngon hả? Đấy, ok. Thêm cái nữa nè. Ok, được 18 triệu xài chơi cho vui hả? À. Rồi bây giờ lượn một vòng coi chúng ta có quà nạp đầu nè. Đấy. Quà nạp đầu, lượm quà nạp đầu đó, thời trang luôn, điều. Ok. Cắn cái bởi bơi nè, đồ. Ở trong này có thời trang đẹp quá ta, nhưng mà tiếc là méo có full thâu anh em. Sức mà có full thâu thì thôi rồi luôn. Cái này phải mặc vô phải mới nó mới lên được ha. Chứ không thì đây. Bộ này bộ ngu ma dương hả? Mấy cái bộ dưới nó méo có hình ta. Điêu thiệt. Ok. Ô Hoàng có cái túi gì trong này nè. À, túi trang bị. Ok. Full bộ trang bị luôn. Rồi nhân 2 ai xếp hả? Cắn luôn.
Rồi chúng ta sẽ có quà nạp, các móc quà nạp nè anh em. Đó. Rồi gom hết lên, gom. Ok. Rồi mấy cái này qua ngày thứ hai chúng ta nạp chúng ta mới có. Rồi ở đây VIP lên chưa ta? Chưa thấy VIP nằm đâu luôn, đậu xanh. Vẫn đang là VIP thông hả? À, mua kim nguyên bảo mới lên được VIP anh em. À, nó theo kiểu giống y như là chơi con phóng hừng chuyện á, nó tựa tựa giống vậy ha. Ok, nhưng mà bây giờ chúng ta phải spam cho nó lên mát VIP cái đã. Đậu tương đó. Ok, chịu khó spam thôi chứ biết sao giờ. Mà mát VIP là VIP bao nhiêu ta? VIP 10 hả? Má ơi, mở VIP 6 rồi. Biết chừng nào mới tới được VIP 10. Ok. Cái này ở trong shop không có bán một lần nữa ta. Nè đây nè, đó nè. Đấy, rồi dùng hết một lần một cho nó lên full luôn. Ok không? À, nó đéo dùng hết được. Đó, dùng hết nè. Cái gì kỳ vậy? Không dùng hết được đậu tương đó. Vậy nó còn lâu hơn nữa anh em. Ok, nó không dùng hết được đậu. Ok. À, nó dùng hết được hay gì nè. Trắng thì nó lên được bao nhiêu đây nè anh em. Ừ, hình như là nó dùng hết được á. Ok, tiếp tục mình tiêu thêm một lần nữa hả? Ok, mua hết lần nữa đi. Dùng luôn, dùng. Ok, à, nó mua được hết nha. Ok, nó ăn được hết đó anh em. Rồi, ngon. Được. Mua là nó sẽ tự lên ha. Ấy, giời ơi, ít ra phải vậy chứ. Ôi, sao đụng phòng nó. Nó còn VIP 11 nữa kìa. À, VIP 11 luôn. Mà không sao. Trời, đơn giản mà bưởi. Đó. Rồi đậu xanh ăn VIP 11 nó lại ra VIP 12. Nhưng không sao. Trời ơi, tuổi gì. Đó, ăn nè. Đó. Không lên VIP 12 được luôn. VIP 12 nó có cây đả khẩu bổng. 419 hả? Để mua thử lần nữa coi. À, lên 12 rồi. Lên 12 rồi. Ok, cuối cùng ta cũng được match được VIP. Đấy. Rồi cái này quà nạp đầu, quà mấy cái móc quà nạp nè anh em. Đó. À, nhìn y chang con phong hình truyện luôn nha. Ok. Tiếp luôn. Đồ full một đống đồ luôn ta. Cái quan trọng là bây giờ chúng ta không có VIP ha. Tại vì ở lầu không có level. Ở lầu đúng rồi, không có accept. Chúng ta mà có accept thì quả mai còn cắn được cái đống này chứ. Như vậy thì cắn được nào? Cái này người ta gọi trong giang hồ, người ta gọi là cắn bằng niềm tin đấy anh em. Ôi giời ạ. Nhưng mà hết tiền thì vô thâu tiếp ha. Đó. Rồi ở trong này chúng ta có túi này, túi gì đây? Được A-Ship hả? Hay xếp bằng cái gì ta? Còn cái này là đan. Này là cánh. Này điểm gì á? Này đá. Còn này cánh nè. Thời trang nè hả? Đó. Thời trang lịch lãm rồi còn đồ gì nữa. Đồ.
học sinh cá tính, bò tót, vui nhộn nữa hả? Mấy cái dưới này nó chưa có kịp cập nhật anh em. Rồi. Ok, ok, nó cập nhật chưa kịp nên thôi kệ cha nó đi. Để nó đó đi. Rồi, đây có gì đây? À, ok, mấy cái quà mua hả? Rồi giờ chạy nhiệm vụ hả anh em? Con này tiếc là chúng ta không có kinh nghiệm hả? Có kinh nghiệm là ngon rồi. Chơi trang như là con phong hờn truyện hả? Nhưng mà nó thuộc dạng là chibi, chibe hả? Ok, ok. Đánh đi con. Trời ơi. Đánh thằng nhỏ như phủi bụi vậy á. Đánh mà cái con đó nó hỏi ủa mày làm gì tao vậy? Thì đơn giản là nó nhẹ quá. Ok, đã có con thú cưỡi đầu tiên. Đây, đây chúng ta có một con bò hả? Đù, đi cưỡi con bò hả? Đây có nhiều con quá nè. Mà hiện thời nó chưa có hiện hình được ha. Đồ. Ok ok. Trời ơi à. Nâng cái này là nghề của chế. Để chế nâng cho. Trời, Kim Nguyên bảo là mênh mông. Muốn nâng cỡ nào chế nâng cỡ đó. Mà sao nó chạy. À nó chạy lên 10 nè. Xong mới lên 2 đúng không? Đúng rồi đó. Rồi à. Đơn giản, đơn giản như đơn giản. Ok, ok. Ok, ok, lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Tiếp theo là con gì? Không biết là con gì sẽ chờ đợi chúng ta luôn anh em. Đây. Con báo, con bèo, con heo. Này con cá heo. Này cây chổi, con chua. Này con dưới này chưa cập nhật. Đồ, con này con gì lạ vậy? À, con này đã bàn. Con kéo mù. Rồi con này không thấy. Con kéo chút. Con tôm. Chim bi bi vậy nè. Con này con gì ta? Đồ con rùa. Con rùa. Mà hiện tại chúng ta có con này là ngon rồi. Nó bay được nè, có cánh đồ là ngon rồi. Rồi, thì ok ha. Game này là một con game có thâu GM ha. Nhưng mà thâu full Kim Nguyên Bảo. VIP, quà nạp đầu, đồ thời trang, đồ bét, đồ cái kiểu. Còn lại thì anh em tìm hiểu thêm ha. Rồi ok, link Heo sẽ để dưới phần mô tả. Anh em nào có chơi thì tải về. Thì game này là do bạn... Đạt ha, bạn Đạt gửi heo. Ok, cảm ơn bạn Đạt đã share cho heo một mớ game ha. Ok, còn bây giờ thì anh em nào có chơi thì tải về nha. Ok, bye bye, thấy hay nhớ like và đừng quên chia sẻ cho nhiều bạn bè cùng xem, cùng chơi với nha. Ok, bye bye anh em.